Rồi, xin chào tất cả các anh chị em. À, mình làm cái video này vào ngày 30 tháng 4 thì chúc cả nhà một kỳ nghỉ lễ vui vẻ và sức khỏe bên gia đình nha. Thì như đã làm trong video trước, mình có chia sẻ cái chương trình là quay số trúng thưởng full bộ tài nguyên dành cho các editor edit video dựng video hay hơn. Thì cái này có năm suất và mình sẽ xổ số, số trong cái video ngày hôm nay luôn. À chúc các anh chị gặp nhiều may mắn nha à mình sẽ chia sẻ trong cái phần sau cái phần này mình xin chia sẻ thêm một tí cái kênh mình sẽ chia sẻ những cái chương trình hấp dẫn trong thời gian tới và có nhiều cái mẹo edit video hay các anh chị đừng quên cho mình một like và một đăng ký để không bỏ lỡ những video tiếp theo nha còn bây giờ thì mình tiến vào cái chương trình quay số của mình ngày hôm nay nha rồi bây giờ là 11 giờ 58 gần đến giờ đó các bạn Thì cái video phân thân nhân vật chính mình đối thoại với nhau nè ha Thì mình có được bao nhiêu ba ba cái bình luận Tuy nhiên trong đây mình chỉ nói Ban đầu là mình sẽ nói là bỏ cái bình luận của mình nè Và những cái trả lời mình không tính nè à. à có một cái nữa là cái chị này bình luận hai lần Thì mình chỉ, chỉ tính là cái lần đầu tiên thôi nha Đây chị này bình luận một lần nè Dưới đây bình luận một lần nữa nè thì như vậy thì nếu mà mình tính hai lần á cái cơ hội trúng của chị này nó cao hơn à, ảnh hưởng đến anh em khác nên là mình sẽ bỏ cái hết bình luận này mình sẽ tính à, từ số 1 đây mình sẽ tính nha ví dụ như là đây số 1 này ha thì cái này số 1 số 2 ha xong số 3 số 4 Đấy, số 5 số 6 số 7 số 8 số 9 số 10 11 ấy 12 13 rồi 14 thì có 14 cái bình luận nha Bây giờ mình nhập số 14 cho mình quay nhớ bạn nha Đấy, chỉ đơn giản vậy thôi đây mình nhập 14 và mình quay nè thì đến 12 giờ là mình quay mình đếm lại lần nữa cho nó chuẩn đã đây, 1, 2, hai, hai. chừ chắc không có ai bình luận thêm đâu nên mình đếm, đếm vậy là chuẩn rồi, mình chỉ trừ hao những cái mà nó linh tinh, nó sai số thôi. Đây, 1 nè, 2 nè, mình xem kỹ lại nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8 nè, 9 nè, 10 mười nè, 11 mười nè, 12, 13 nè. 14 ha. Và chỉ có một cái bình luận này là trùng thôi các bạn ha. Thì bây giờ 12 giờ rồi thì mình sẽ quay này. Mình sẽ quay là sao? Quay 3 lần là trúng luôn. Và có 2 lần là khuyến mãi 50% nha. Đây ví dụ như là 14 đúng không? Rồi, mình quay số nè. Nhập vô đây 14 ha. Đấy, và mình quay này. Rồi, số 6. Một cái số 6 này, mình sẽ nốt lại trước này mình sẽ từ từ sổ cho các bạn hồi hộp nha mình sẽ không có công bố liền nha đây mấy cái phần mấy cái phần tiêu đề này thì mình đóng lại đi ha mình để trực quan thì mình sẽ không cắt ghép đâu các bạn số 6 nè mình sẽ trực quan thì mình sẽ không cắt ghép nhiều đâu mình để nguyên vậy đó để cho các bạn xem cho nó 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 thật nha chứ mình cắt ghép là nó cũng sai đi cái 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 cái, cái, cái tính trực quan rồi mình quay tiếp lại nè quay số 61 rồi nè quay 3 lần vậy mà số 14 nè số 14 này hai nè quay tiếp nè lại là số 6 thì nếu mà trùng hai số như vậy thì mình không được nha mình sẽ quay lại nha số 7 nè như vậy là mình đã có 3 số 3 số chính, trúng rồi các bạn bây giờ mình quay hai số khuyến mãi 50 phần trăm nè cách cách ra dài dài nha Cái này là 50 nha 50 phần trăm Số 2 nè Số 2 Đây mình quay tiếp nè Rồi số 10 nè Ok bây giờ mình sẽ kiểm tra nha Cái phần hồi hộp nhất là mình sẽ kiểm tra nè Đây Số 6 Số 6 là đếm nè Mình sẽ đếm nha Đây 1 2 3 4 5 6 cái 66 uh, là số uh, là la không media này la không media uh, nhập vô đây luôn nè Latra cha không hả media đấy rồi số 14 số 6 này ha, số 7 số 7 cũng trúng luôn này đây, số 6 là cha media này số 7 là cái gì đây uh, yz 3t ha 3t yz 3t ok e yes 3t này rồi số 14 số 7 này ha số 7 đây rồi số 8 số 9 số 10 số 11 12 13 14 ở đây là thị phượng ha thị phượng đây số 14 là thị phượng rồi thị phượng thị phượng 808 này hả rồi số 2 số 2 là ai số 1 này số 2 này là Bùi Anh Tuấn ha Bùi Anh Tuấn đây à, Bùi Anh Tuấn đấy rồi tiếp theo số 10 số 10 mình đánh ngược lại ha 14 này, 13 này, 12 này, 11 này, 10 này. Rồi, số à uh, C like 805 này này. C like ha. Huh? Attack này. 805 rồi như vậy là mình đã có năm cái kết quả và chúc mừng năm bạn này nha. Năm bạn này là chủ động liên hệ mình qua Zalo, Zalo thì mình để trên phần mô tả và anh chị em tự liên hệ mình và mình sẽ kích hoạt chúc anh chị em có những cái kỳ nghỉ, nghỉ lễ vui vẻ và như vậy là mình đã tìm ra được năm, đây là trên là ba cái này là trúng 100% này mình gửi luôn. Còn này là 50%. Ha. Rồi à, xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong các video lần sau nha.